Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ở ngoài trời ở quê mình hôm nay đang mưa và không có đi chợ được, thì mình mở tủ ra và lấy một ít thịt nạc xay ra làm món thịt nạc xào. Đơn giản nhưng mà rất là ngon các bạn. Ở nhà ai ăn cũng được nha các bạn. Mời các bạn cùng vào bếp theo dõi mình làm món này. Bây giờ mình sẽ đi ướp cái thịt này. Chỗ này là 150g thịt nạc vai xay á các bạn, thịt heo xay á. Và mình bỏ vào đây một hành lá và chỗ ớt mình xắt nhỏ. Đầu tiên mình bỏ vào đây một xíu bột ngọt, 1/2 thìa cà phê đường, 1/4 thìa cà phê bột canh, một ít tiêu xay. Mình sẽ trộn đều chỗ thịt này lên. Chuẩn bị một ít nấm mèo. Nấm mèo của mình là nấm mèo thái sợi phơi khô. Bây giờ mình đi ngâm nước xong, xát nhỏ thật nhỏ cái nấm mèo này ra. Mình đã xát nhỏ cái chỗ nấm mèo của mình này. Cắt nhỏ một tép hành tím. Phi thơm xong mình bỏ ra một cái tô. Mình lấy một cái thìa, múc một thìa dầu hành bỏ lại vào trong chảo. Mình bỏ cái thịt nạc mà mình đã ướp bỏ vào. Bỏ nấm mèo đã xái nhỏ vào. Mình đi xào cho cái thịt và nấm mèo chín. Mình dùng cái kẽm xào thì vừa xào là mình vừa đè xuống cho nó tơi cái thịt nạc của mình ra. Đó, mình vừa xào vừa đè cho nó tơi cái thịt nạc mình ra. Sau đó mình tráng cái chén ướp thịt bằng một thìa ăn canh nước thôi, một thìa thôi để cho nó chín thịt. Không có nhiều quá thì nó sẽ thừa nước. Vì thịt nạc nó cũng nhanh lắm, nhanh chín, thịt nạc xay nó nhanh chín thôi. Mình hạ lửa xuống, xào cho đến khi cái nước này này nó tan cái gia vị rồi, nó rút hết vào trong thịt, thấm hết vào trong thịt thì thịt chín thì mình tắt bếp. Cái màu sắc hấp dẫn thì mình bỏ vào đây một thìa cà phê dầu màu điều. Cái món này muốn ngon thì là thịt phải ráo nước, thịt phải mình phải tao cho nó khô lại. Bây giờ mình có thể nêm nếm lại tùy theo khẩu vị nha các bạn. Mình thì mình nêm nếm vừa phải thôi để cái thịt này nó không quá mặn. Thơm lắm các bạn. Chảo khô nước này, thứ này là được rồi nha. Trời mùa mưa các bạn, nấu nồi cơm nóng lên, xào một ít thịt nạc xào với lại nấm mèo như này, thế là ăn hết cơm á các bạn, ăn ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.